Thưa quý vị, sau loạt bài của báo Tuổi Trẻ về nghi vấn các sản phẩm điện máy của Asanjo là hàng Trung Quốc đổi lốt hàng Việt Nam, chiều nay ông Phạm Văn Tam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanjo đã tổ chức họp báo để giải thích về vấn đề này. Giải thích về việc báo Tuổi Trẻ cho rằng Asanjo xóa bỏ dấu vết Made in China, đại diện Asanjo khẳng định panel LCD chỉ là một linh kiện bên trong của TV. Các công nhân không gỡ bỏ tem sườn Made in China mà chỉ dán thêm tem bảo hành cho linh kiện này. Asanjo khẳng định sản phẩm mang thương hiệu Asanjo vì xuất xứ Việt Nam và công nghệ Nhật Bản là có căn cứ, phù hợp với thông lệ thị trường và không trái pháp luật Việt Nam. Vì ngoài sử dụng các linh kiện nước ngoài của Trung Quốc, Đài Loan, tập đoàn còn sử dụng một số linh kiện khác được sản xuất tại Việt Nam. Đặc biệt, giá trị cốt lõi của sản phẩm là hệ điều hành TV và mẫu mã sản phẩm được thiết kế bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam và quy trình lắp ráp, kiểm soát chất lượng và bảo hành được tư vấn và chuyển giao công nghệ Nhật Bản. Đại diện Asanjo cho biết rất lấy làm tiếc khi bị rút danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, nhưng tập đoàn chấp nhận và tôn trọng quyết định này, đồng thời sẽ không sử dụng danh hiệu trên trong các hoạt động truyền thông quảng bá và tiếp thị. Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Lê Văn Tâm, 40 tuổi và Chiêm Hoàng Vũ, 37 tuổi, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Vào tối qua, hai nghi phạm trộm chiếc S-Mod của chị Lê Hồng Tâm, 50 tuổi, đậu trước cửa nhà. Công an thành phố Mỹ Tho phối hợp với công an tỉnh Long An tiến hành bám sát và bắt giữ hai nghi phạm tại tỉnh Long An. Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Cảnh sát Cơ động Bộ Công an vừa bắt quả tang hàng chục người đánh bạc ăn thua bằng tiền tại xã Tân Quế, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Tại hiện trường có khoảng 40 người đánh bạc với hình thức đá gà và tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Lực lượng công an thu giữ 8 con gà, dụng cụ lắc tài xỉu cùng số tiền hàng trăm triệu đồng. Chiều qua, hàng chục chiến sĩ và xe chữa cháy của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã đến dập đám cháy lớn tại một công ty chuyên sản xuất đồ nhựa cao su nằm trong khu công nghiệp Sóng Thần 2. Theo các nhân chứng, đám cháy được phát hiện vào khoảng 3 giờ chiều, sau đó nhanh chóng bao trùm hàng trăm mét vuông nhà xưởng. Nguyên nhân hỏa hoạn và thiệt hại từ vụ cháy đang được làm rõ.